Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là hai mẹ con tiếp tục hành trình đi mua sắm để Việt Nam các bạn ơi. Còn thiếu cái gì thì vô mua, mẹ cái mấy quần này mặc đẹp thoải mái này mẹ nè. Bán còn 9 đồng cái quần sọt cho nữ. À, cái đó nó hơi ngắn một chút, mẹ mặc không được. Nó hơi ngắn. Áo đông dễ thương đó mẹ. Áo trơn 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 vậy đó. Mẹ thích cái nào mẹ lựa đi, lựa màu nào đi. Áo trái tim. À, hôm nay là vô Costco nghe cô chú nha. Cô chú nói là hả, mai mốt bà đi Costco có mua gì á hả, quay cho cô chú anh chị đồ coi. Cô chú anh chị rất là thích Costco. TV người ta bán quá trời nè. Màu đẹp dễ sợ không? TV nè. À, đằng kia là cái chỗ làm mắt kiến đồ. Để ráng quay chậm chậm để cho cô chú coi đừng có bị ấy. Ồ, mấy áo rất đẹp nè mẹ nè. Mấy áo đó đẹp đó mẹ. Chuẩn bị tới mùa hè rồi đó nên là người ta ấy mấy cái áo đó ra. À, áo đó đẹp á mẹ, mát á, mặc áo đó mát á. Rồi bên đây thì người ta để mấy cái áo nam. Áo nam với mấy quần nam, mấy quần cục, mấy quần lửng gì đây gì nè. Quần dài chứ, quần dài. Hồi bữa bên Florida có mua cho anh Bảo mấy cái quần này nè. Mấy màu luôn á. Anh Bảo nơi cần quần sọt. À, cái bộ này dễ thương nè. Ôi, cái bộ này là chai về Việt Nam mặc mát nè. Puma 5-6 tuổi. Hai cái áo với lại hai cái quần ok. Này, còn cái này quần này bự quá, quần này bự quá mà không được. Nó cũng phải nhỏ hơn này tại vì 5-6 tuổi lần mà. À, có cái 3-4 tuổi nè. 3 với 4 tuổi thì cái đây coi coi. 3 với 4 tuổi. À. Mà cái quần cũng còn bự mẹ. Mẹ nghĩ cái quần này nó mặc vừa không mẹ? Mày nghĩ chay quần này mặc vừa không, thấy quần này hơi bự á. Ủa không, cái này là cho ờ đúng rồi, cho con nít mà đúng không? Rộng. Cái quần rộng quá đúng không mẹ? Áo thì ok nè. Áo thì ok mà cái sao quần bự quá. Ồ, mấy màu này dễ thương ghê không? Này về Việt Nam mặc á. Này cho Vinh Sình Bali được nè. Đây. 5 với 6 tuổi cho này là cho Vinh Sình nè. Nha Vinh Sình ha. Vinh Sình này cho quần này cho mặc vừa luôn, chặt luôn á. Này thấy tướng tá cũng bự rồi đó. Này coi cái size 7-8 tuổi rồi. 7-8 tuổi dưới này. Có hai màu hả? Hai màu. À, ok. À, cái này là gì? Cái này là áo. À, cái này cũng là nguyên bộ luôn. Này bên xanh nè. Cho mua cho nó rộng chút. Chứ còn mà hả? Mua gì? Chật quá cũng mấy. Hai bộ. Lấy chồng bên xanh bộ này mẹ. Hả mẹ? Mẹ, mày thấy bộ này rộng trong bên xanh không? Có mua cho ba quy không? Lấy cho ba quy bộ luôn ha. Ba ly chắc mua cho nó bộ 5-6 tuổi đi. Bộ này chắc ba ly mặc được. Hai anh em hai cái khác nhau đi. Rồi cuối cùng con gái tôi nó mặc không vừa nè. Có hai đứa anh nó mặc vừa hả? Đây. Rồi, ok. Rồi tiếp tục để Ngọc lại đằng đây coi cái cần mua cái gì. À hôm nay là cần mua tại vì hả những cái thứ mà mình muốn đem về bên đó để mình xài đó. Coi này đây ra dỡ gì đây. À anh allergy, cái này cho allergy. À phải mua cái flycam, anh Việt anh nhờ mua giùm cái flycam. Anh Việt là con của bác ba của Ngọc á, nói mua giùm anh cái flycam. Ok hả, xém chút quên rồi đó. Hồi tối rồi anh mới gọi cho thầy vậy. Rồi flycam chắc nó nằm ở này là tai nghe nè. Flycam. Ủa Costco hết bán flycam hả ta? Này là đồng hồ. Đây. Chắc nằm bên đây nè. Này là gì đây, camera cho nhà hả? Ủa flycam đâu ta? Này bán máy tính nè các bạn nè. Costco cho đi hoài chứ thấy không chán nha mọi người nha. Lúc nào người ta cũng có những cái đồ. Ủa? Máy iPad Galaxy. Ồ, coi chừng Costco hết flycam nha. Ok, anh này anh chỉ cho Ngọc nè. Con đi mua cái flycam cho dùm cho anh Việt.
Yeah. Straight down to your right. Okay. Oh yeah, thank you. Thường thường là để ngoài mà sau này bỏ tuốt quay cam đây. Giữa cốt cầu các bạn, người ta di chuyển đồ nhiều lắm. Ta để vòng vòng vòng. Anh Việt anh nói mua giùm ảnh cái flycam mà mua màu đen, tại vì hồi bữa Ngọc có mua giùm cho chú Mười của Ngọc cái flycam này. Cái flycam mà Ngọc đang xài nhà cũng là cái này luôn nè. Nhưng mà nó mua cho anh màu đen để sợ nó lộn với chú Mười. Em nói gì cái này Costco người ta bán có một mẫu một à. Thấy các bạn, giá của flycam nè. Đó, mình chỉ cần cầm cái này thôi. Cứ cầm cầm như vậy thôi là ra mình trả tiền rồi cái đi lại cái chỗ kia mình lấy. Mình lấy cái ấy thôi. Chứ người ta không có để nguyên cái flycam ở đây cho mình lấy. 439 đô tiền thuế nữa, cũng phải cũng gần khoảng 450 đô. iPhone 13 nè các bạn nè, iPhone 13 người ta để đây nè. Này là iPhone Pro thôi chứ chưa có Pro Max, Pro Max là nó bự hơn. Cái giá để cũng không có thấy cái giá người ta để đây là nhiêu nữa. Này là mấy cái đồng hồ nè, đồng hồ của Apple nè. Giá nè, giá của đồng hồ Apple Watch rồi nè. Ồ mẹ, cái tấm thảm đẹp dễ sợ mẹ. Tấm thảm quá đẹp. Ồ, người ta mua cái lều đó luôn kìa kìa. Người ta dựng nó cho mình coi mẹ, tại vì sắp mùa xuân rồi đó mẹ. Rồi phân bón để cỏ cây đồ này kia nè. Ôi quá trời không. Ồ cái tấm đó đó mẹ. Cái tấm đó là để ra ngoài biển cải rồi mình nằm lên nhảy xuống biển nhảy xong á. Cái cooler nè, để cho đi ra biển rồi đem đồ theo nè. Này là bán đồ mùa hè là bây giờ người ta mua đó. Bự thiệt, cái tấm này là 400-600 đô, 800 đô gì đó, ngàn nhiều lắm á nha. Tấm này, cái tấm bạc này nè, cái này nè các bạn nè, mười mấy triệu á. Cái phao à, cái phao nhà con mua là cái phao này nè. Đi mua thêm băng keo, tại vì cái cửa hàng Ngọc hết băng keo để. Ôi cái máy này đẹp quá vậy. Thiết kế sang trọng quá vậy, nhìn sang sang sao á. Mà mẹ, cái máy này mình mua nhà nó mạnh dễ sợ mẹ ha. Máy này đúng là xây sinh tố đã đời luôn á. Đã xay lên cái là đã. Thì sao cái máy này nhìn mới ra nhìn cũng đẹp quá nè. Cái này là máy nhồi bột vậy rồi nè. Ồ, còn máy này máy gì ta? Foodie. Ồ, chắc để cái này là chạy chiên quá. Chiên dầu đồ nè. Trời ơi, cái máy bự dễ sợ không? Có cái nhà bếp mà lớn á mẹ, mà trưng mấy cái này là đã ha. Thì càng ngày càng nâng cao nâng cấp rồi ra nhiều mẫu mã hay thiệt. Nè, máy lò nướng nè. Đồ nướng cũng ra cái lò mẫu mới luôn, mẫu nhà con cũ đâu có này đâu. Cái bình nước này cũng nhà Ngọc cũng xài bình nước này nữa nè. Costco có bán nè. Sáng nào cũng pha trà. Rồi băng keo. Băng keo ở đâu? Ở bên đây. Băng keo bên này. Mẹ biết cái máy này là gì không mẹ? Cái máy này để cắt giấy á, thí dụ như giấy tờ của mẹ là mẹ cắt ra hết, dụng ra luôn. Máy mình bỏ vô là nó cắt giấy hết ra mình. Cái đó là chay thích lắm á ngoại. Biết sao không? Đây là giấy để chay vẽ đó ngoài. Rồi băng keo ra ngoài nè. Đây. Ồ, băng keo đang được giảm luôn nè, 25 đồng giảm giá còn có 16 đồng nè. Gói hai cái đi. Lấy nhiều mà. Ừ, đúng rồi, mình chuẩn bị mình đóng hàng gì, mình đóng thùng về nhiều lắm á. Thôi lấy ba cái đi. Ừ. Còn mà qua đóng thùng mà có băng keo này nó tốn dữ lắm. Thôi lấy thêm 4 thùng đi. Cái gì con cũng thích mua cho nó dư nữa. Đó. Rồi ok. Rồi trong đây là chỗ mà bán đèn. Cái đèn này đẹp ta. Đèn này để ở ngoài cái patio của nhà con ở ngoài, ở đằng sau mà cái chỗ bơi ấy mẹ. Cũng đẹp nữa nè. Để ăn uống ngồi ấy cũng đẹp, mong mốt bà con qua là con thay hai cái đèn với cái quạt ở ngoài đằng đó đó. Hai mẹ ha. Hai cái đèn đó chủ cũ người ta để cũng lâu rồi. Nhưng mà hai cái đèn đó vậy nó không có được sáng. Mà đúng rồi. Điện lắm. Mình muốn cho nó sáng một chút. Hai cái đèn đó đặt điện. Mẹ nghĩ vậy hả? Ừ. Pin nè, đó, có cần mua pin không? Ừ. Việt Nam mình có cần mua pin gì không? Ừ. Quần áo nè mẹ nè. Ồ, có mấy bộ đồ bơi nè ngoại nè. Bơi này có bơi nào tuổi chay không? 3 tuổi, 8 tuổi, 18 tháng chứ 2 tuổi, 3 tuổi. Có 2 tuổi, 3 tuổi không à? À cái này 6 tuổi nè ngoài nè. 6 tuổi nè, hay là 6 tháng? À 6 tuổi. À dạ con à. Có cái nón đi kèm theo cái nón nữa. Ồ, cái này chắc thầy thích nè. Màu tím đó, nó thích màu tím. Ôi, cái bộ đồ bơi vậy là quá dễ thương này nè. Nè mà có số 5 không ngoài? Số 5 thì đồ bơi phải mặc cho nó bó bó một chút, số 5 nó đẹp hơn. Đây, con thấy rồi. Đây. Số 5 nè.
đó là vừa y luôn á. Mà sợ cái quần nó hơi rộng nha, con sợ cái quần hơi rộng thôi, đồ bơi mà cái quần hơi rộng khó. Mày thấy sao? Điện thoại của con phải không? Mày cho con mượn điện thoại của con cái. Một hộp kẹo như thế này á là 13, cỡ chừng 300 ngàn một hộp kẹo như này nè các bạn. Cái này mà kẹo này mà thiệt ăn không biết nào cho bé hết luôn. Cái này nó của em mình em. Ngoại, có kẹo này nè ngoại nè. Kẹo mà không có đậu phộng ở trong á. Vinh Sình Bali nó thích á, còn cái kẹo mà có đậu phộng ở trong thì nó không thích. Mày biết sao nó không có răng. Thôi nè, ăn cơm cộm nó không thích. Ăn cơm cộm nó không thích. Rồi, mua thêm mac and cheese. Mac and cheese ở chắc ở dưới kia. Rồi, có con mẹ có muốn mua kẹo chơi thêm kẹo gì nữa không nè. Hồi bữa là mình cũng đã gửi được về một đợt kẹo rồi. Mình đợt gửi đợt kẹo về cái bữa mà Tết nhất rồi này kia. Kẹo này cũng ngon nè mẹ. Con chứ con thích kẹo này. Cái này cũng ngon nè mẹ. Mua mấy hộp này nữa đi. Về giờ quà cáp và hàng khui ra khách hứa gì tới ai ăn ăn. Như bữa nhà ở nhà chắc cũng còn. Việt Nam cũng còn không? Kẹo này không mẹ? Mua thử kẹo này không? Đó. À, khô bò. Cái này là Korean barbecue. Ăn thử nha. Thank you. Oh, ok. Cổ nói cái này ngon lắm nè. Thank you. Miếng khô bò này là của người ta, cái vị của Korean, Hàn Quốc. Mày thích ăn hộp đó đó hả? Đem về cho mấy dì ăn sớt ra. Hey mẹ, quầy khô bò nè mẹ. Khô bò này nè. Khô bò hả? Khô bò. Này là khô bò nè. Bịch gì là con coi thử coi. Bịch này là 340g. Giá là 11 đô bịch. 340 g. Tám, chín, mười, mười bịch. Mỗi bịch là 340 g. Đây nè, mẹ nói cái này uống đau nhức, uống đau nhức răng, nhức đầu rồi kia, uống tốt ha. Thì nó cũng tự tự với lại Tylenol vậy đó. Rồi qua mua cái thuốc Tylenol để dành cho nít. Nó dành cho con nít. Coi coi. View quá không con gửi cái này về nó còn trang. Ba chai thôi. Mua ba chai này thôi. Đây nè, mẹ nói cái này là gì tư nè phải không? Hả? Cái mà giống như là cái chai mà mình mua cái chai. Không có chai sạch đó hả? Con không biết nha. Này nè. Này là hiệu mới, này là con không biết à. Cái này cũng salon bát luôn hả? Giống không, salon bát lại dưới đây nè mẹ nè. Salon bát là cái dáng ở dưới đây nè. Cái này là như kem nè. Cái này là dạng như kem nè, là chai trong này nó dày nè. Còn cái này là xịt ra là cái xịt hơi ra. Ở trong này có cái chai đúng không? Hai cái chai. Rồi lấy bốn chai đi. Rồi còn cái thuốc nào nữa không ngoại? Khoan, để con lại phòng bác sĩ con lấy thuốc của con ở đây. Không lấy cái ấy sức của con rồi nè. Đi chút hồi cái quên luôn. Nay rồi vô. Mẹ mày lại mày thử uống miếng nước đây, nước mẹ. Uống vô đi, mà mẹ thấy nó lạ lắm. Lạ không, lạ không? Nước mà có cái mùi thơm của vị trái cây. Chỉ là nước thôi, nhưng mà có mùi thời nãy con uống, hồi nãy con uống mùi của dưa hấu. Đây là cái gì? À, sữa hả? Sữa là cho ba uống sữa này tốt nè. Ba uống sữa này tốt nè. Không đường. Toàn lúa mạch không. Ba uống này tốt nè. Mua gì? Này mẹ, con xà bông giặt đồ mua cái này nè mẹ nè. Thùng nữa hả? Thùng này nè. Thùng hả bịch ta? Cái thùng nó gọn hơn. Thùng gọn hơn ha. Giờ mẹ lấy cái thùng đi. Chà. Thùng gì có cái thùng đựng luôn. Để y đó rồi cứ bóc lại thôi. Đầy xe ăn mặn.
Con mua sữa này cho ba nè, sữa cái này là cái gì hạt gì quên rồi. Sữa hạt hả? Sữa hạt á, cho ba uống. Sữa hạt nó tốt hơn sữa bò. Con thấy vậy á, Ngọc chứ Ngọc thích sữa hạt nhiều hơn. Sữa hạt cho ông Tây uống cũng không. Cái cục rửa chén còn mẹ. Cái này là quầy ấy đâu thôi hả? À con đưa lấy nước quên nữa. Đi. Uống sữa hạt cũng thông minh. Còn cũng muốn uống sữa hạt đó chứ. Mà uống cái nó giờ nó không có còn quen cái miệng nó nữa. Cái gì cũng nhờ quen miệng hết á. Này sữa bột nè, mỗi lần thấy mấy cái sữa bột này là nhớ tới lúc nó còn nhỏ. Lại đem mua cho mẹ ly sữa chua. Sữa chua đây cũng ngon lắm. À, sữa chua ice cream cơ. À, cái nào ta? Sữa chua đó là cái nào? Mẹ ơi, mẹ muốn dâu hay là sô-cô-la hay là bình thường? Dâu hay là sô-cô-la hay là bình thường? Trắng á. Trắng không? Rồi, ok. Ngọc mới vừa về tới cửa hàng nè các bạn, hàng thùng mấy thùng mà Ngọc ship từ bên Florida về, chồng Ngọc bánh giận gì tới rồi sao lẹ dữ không biết. Chồng Ngọc đang ăn hot dog nè. Chồng anh mở YouTube lên coi con chay nó đi gì đó đi làm răng nè. Rồi. Giờ là bắt đầu đó. Đấy hàng ship hàng. Ok. So we're gonna do the order.46 thao vậy thôi được rồi đó. Vậy là cái này dán thì được rồi. Phải ra sân bay mấy tiếng hồ biết. Lỗ này phải lắp lại nè. Con dán miếng băng keo trong Ngọc rồi. Dán miếng băng keo trong xong rồi cái bắt đầu cái con mấy lắp cái đó vô. Lắp vô đây nha. Lắp vô cái này. Rồi ghi vô còn mấy cái thùng kia thì mình phải cân lại nữa. Đó ở trước mặt của nhà thấy 6 thùng nữa thôi nè. Vấn này chưa đủ đâu, con mốt qua cũng thêm nữa. Ừ. Vậy là chưa có được đâu. Đó, trước mặt là 6 thùng rồi còn còn quên nhớ gì nữa, rồi mình phải quần áo thêm nữa. Tại bây giờ Ngọc đang đứng ở Detroit nè các bạn nè, downtown Detroit. À, cách nhà Ngọc từ 45 phút cho tới 50 phút lái xe. Đây là một cái bãi đậu xe. Thì hôm nay cả gia đình sẽ tới đây và ăn ở một cái nhà hàng của Thái. Đi lên đây có công chuyện, xong rồi cái dừng ở đây ăn luôn các bạn. À, các bạn coi đây là vòng vòng quang cảnh những cái tòa nhà của Detroit nè các bạn nè. Baby, it's $10 for parking. Wow, yeah. Cái tiệm này lần đầu tiên Ngọc vô một cái tiệm rất là lạ nha. À, mình tưởng đây là một cái nhà hàng chỉ có một cái người chủ, giống như là mình vô nhà hàng nào thì của cái nhà hàng đó đó. Mà cái này có rất là nhiều loại nhà hàng nhỏ dựng ra khác nhau. Đây là đồ ăn của Trung Đông nè. Rồi có đồ ăn của Thái nè. Nó World Winning Thai Food nè. Rồi cái đồ ăn này là của ai ta? Cái chữ này là của... Chữ này của gì ta? Mẹ với ba, đây là cái nhà hàng mà mẹ thấy không?
có rất là nhiều cái hàng ăn nhỏ ở trong này, nó vui, ai muốn ăn gì mua xong bỏ ra một cái bàn nhỏ như thế này là mình ngồi là ăn uống. Ví dụ như người thích là thích món Thái thì mua đồ Thái, thích đồ Trung Đông thì mua đồ Trung Đông. Bên kia là ba nè, ở trên kia là có cà phê nè, mọi người ngồi trên đó, còn bên đây có nguyên một cái quầy bia nè, đó lạ ha. Ở đây nè, ở đây nè, mới đầu á, hồi nãy là đi ngang qua đây là không có thấy tên của cái nhà hàng, cái nó ủa không lấy cái nhà hàng gì sau này mà không vô không thấy tên, mà ai ngờ là một cái nhà này mà rất là nhiều cái nhà hàng chụm lại, không biết cái nhà hàng này người ta bắt đầu từ lâu luôn. I don't know where they started, like how all the owner meet each other or people just build one and they. Well, these, if you see the design, it's all like storage containers. This is where the big freight comes in on the ships. Vậy em trên nó ngọc quá trời phòng, chúng ta tới ngọc they got the doors, it looks like they had the doors in the outside of the. Ở bên ngoài nhìn giống như là một cái nhà kho mà người ta để đồ, chứ không phải là một cái nhà hàng. Mình vô mình mới biết luôn, tự nhiên đây tình cờ vô mới biết này luôn á. Ở đây cũng biết là mình muốn làm container. Đó, đúng rồi đó, giống một container vậy đó mà. So it's probably somebody who created this design and then found a bunch of owners that said, "Hey." Yeah. Em muốn ăn khoai tây chiên kìa. Một chút nữa có đồ. Có cô mình đã kêu rồi. Đã kêu cho con rồi. Trà sữa Thái Trân Châu. Cái này giống như một cái điểm, giống như con tưởng tượng cho những bạn sinh viên, những mà bạn làm việc văn phòng người kia. Cuối tuần á là tới đây, ai thích món gì, tại vì mấy bạn sẽ tới từ những đất nước khác nhau, có người tới từ châu Á, có người tới từ Trung Đông, có người tới từ Colombia hay là Jamaica rồi này kia, tụ tập ở đây, món ai người đó đây ăn, ngồi học hỏi nhau vui vẻ, nhẹ nhàng ha, ăn cái này là nhẹ nhàng. Đúng, dạ. Đồ ăn ra đó là đem ra trong bịch để như thế này, rồi mình tự động mình mở ra thôi, chứ không có giống như là đũa muỗng dĩa gì để ta khỏi bắt công lao á mẹ. Cái này cũng hay tiện người ta khỏi, tại vì cái khu vực này nhỏ quá mà đâu có ai mà kiểm tra được muỗng đũa của nhau, nên là tự động. Cái này là tô này cũng ngon lắm nè, chưa ăn mà biết ngon rồi. Coconut curry là cà ri nước cốt dừa. Rồi rất là nhiều món này đều quên, con kêu cái món này cho đều quên nè. Crab ragoon. Cái này là hả, có thịt gà nè, rồi giống như là cà ri mà có bún, rồi có nước cốt dừa trong đó nữa. Còn cái món này là bánh bao rồi có thịt gà nướng chiên trong đó. Cái này là thịt gà cũng chiên mà có sauce trong đó. Cái này là crab ragoon nè. À, còn cái này là gì ba? Cái này là cơm ba. Cái này là có cơm, là có thịt gà đồ trong đó nữa. Đó mình cứ để thôi, mình ăn chung thôi vậy đó. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Thank you mẹ. Đó, mọi người cái đũa rồi ăn vậy thôi. Rồi, cay hả? Chồng một anh nói cái crab ragoon nó cay hay là nước sauce cay gì Ngọc cũng không biết nữa. Này là thịt gà ba, cái đó là thịt gà. Dạ, cái đó thịt gà. Mày bánh bao mày lấy hết nguyên luôn mẹ, lấy hết nguyên cái đó luôn. Dạ, mày lấy hết luôn. Lấy tay đi mẹ cho nó dễ. Được không ba? Nãy giờ gia vị được không? Dễ ăn hả ba hả? Cái này là xôi hay gì ba ơi? Cái này là xôi chứ không phải cơm, con tưởng cơm nhưng mà xôi. Xôi gà. Xôi gà đúng rồi, xôi gà Thái, con chắc vậy quá. Còn cái này là cây này, không phải, cái này không phải gà, cái này là bên trong có gà nhưng mà cái này là hoành thánh chiên hả, không phải hoành thánh chiên, dumpling là há cảo chiên. Ok. Ngon em, tôi gà ngon á, có lý lắm.
cái hộp nó mặn 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 á. Ừ. Ăn mấy trâu đi. Our food's coming. All right. Okay, thank you very much. No problem. Wow. Wow. Bên phải này cái nè. Ở đây mẹ đưa cho bên phải. Rồi bây giờ đi xong rồi cái giờ về hai bà cháu tô màu, chơi tô màu với nhau, có chén cơm, ăn thêm chén cơm với trứng với tương được cô chú. Dạ không, dạ không, dạ cái này. À dạ không, dạ không, dạ cái này đó. Dạ cái này. Bà ngoại dạ cái nào? Cái này. Không, ở ngoài đó đất trống mình đâu có dạ được. Không dạ được. Không muốn dạ bà ngoại dạ gì đó. Phải dạ trong mấy cái hình có. Ủa dạ vậy hả? Dạ vậy là nó dơ. Ủa dạ gì, gì tự 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 nhiên dạ gì vậy? Không dạ. Trời ơi, dễ gì dễ ngơ ngơ ngát ngát tự nhiên bắt vẽ màu xanh rồi đó. Mắt mình vẽ ngoài chỗ không gian vậy đó. Trời ơi, mẹ ý nó mèo vẽ bầu trời vậy đó. Cái bầu trời nhìn lên là nó màu xanh đó. Mẹ bầu trời nè, đây đó, nên nó đòi nhìn nha. Nhìn bầu trời lên là cái nơi màu xanh vậy đó. Rồi, ok, vậy thôi hai bà cháu chơi đi nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hả? Quay nữa hả? Không, nhưng mà cái này là cái video clip của mẹ, chừng nào quay nữa thì qua qua cái kênh JCK. Rồi bây giờ bye bye ông bà cô chú đi, rồi mẹ quay quay con tiếp về cái video. Chờ chờ chờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye mọi người. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú, em nhìn vô máy kìa. Bye bye cô chú bố anh. Coi cái nào. À có cái này của cậu, ai cho con vậy? Deloitte. À bà Deloitte cho con hả? Dạ. Con có cảm ơn bà không? Dạ. Giỏi. Ok. Dạ.